Thưa quý vị, đến chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang những ngày này thì có thể thấy được không khí rộn ràng nơi đây, người mua người bán tấp nập. Mặc dù ngành thủy sản cũng là một trong những ngành bị ảnh hưởng khá lớn bởi dịch Covid-19, thế nhưng điều đó vẫn không thể làm giảm đi sự tất bật của nơi đây vào những ngày cuối năm giáp Tết. Theo thống kê của Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng Cá Thọ Quang, hơn 2 tuần qua, các cầu cảng tại Âu Thuyền đã trở nên quá tải khi lượng tàu cập cảng về mỗi lúc một nhiều, mang theo vô số mẻ tôm cá. Mặc dù so với các năm trước, sản lượng tuy không bằng, nhưng không khí mua bán thủy hải sản tại chợ cá vẫn diễn ra tất bật và liên tục, từ sáng cho tới tối. Do là nơi tập trung rất đông người, nên ngoài việc tạo điều kiện cho bà con giao thương mua bán, Ban Quản lý đã phối hợp với các lực lượng siết chặt công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng thời kiểm soát tình hình an ninh trật tự tại khu vực. Ban Quản lý Âu Thuyền và Cá Thọ Quang cũng đã tăng cường liên tục cái công tác tuyên truyền trên hệ thống loa, trên bảo đồng tử nhắc nhở trực tiếp, rồi phối hợp với lại các lực lượng công an, biên phòng, rồi kiểm tra, kiểm soát người ra vào cảng, yêu cầu người dân phải chấp hành đúng cái hướng dẫn của các cơ quan chức năng và ngành y tế trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. So với ban ngày thì càng về khuya, không khí tại chợ thủy sản Thọ Quang lại càng nhộn nhịp hơn cả. Đây là thời điểm những chuyến tàu lớn bỏ hàng, có những chuyến mang về tới hàng tấn cá. Đáng chú ý, năm nay, nhiều chủ tàu tăng chuyến ngay cận Tết để tăng thêm thu nhập, bù đắp cho những thiệt hại vì Covid-19 trong năm. Chợ có cuối năm thì diễn ra nhộn nhịp lắm. Cá thì bình thường, gió cỏ thì không tan. Thì do dịch bệnh Covid này có cũng ế lắm. Là người ta luôn cũng ít thôi. Dự kiến từ đây cho tới khuya 30 Tết, vẫn sẽ có nhiều chuyến tàu cập cảng mang theo một lượng hàng lớn. Có thể thấy dù trong năm có khó khăn thế nào, nhưng không khí Tết vẫn tràn ngập tại chợ đầu mối thủy sản lớn nhất trên địa bàn thành phố và là dấu hiệu cho một năm mới vươn khơi gặt hái bội thu với nhiều lộc biển cho bà con ngư dân.